Hello Vanessa, hello. Chờ nha, có cái này không hay hay lắm á nha. Làm ombre trắng hồng cực kỳ dễ mà đẹp luôn. Đó. Mình làm ra được ombre giống như vậy nè. Trắng hồng mà không có tốn thời gian của mình. Nó không làm khó mình luôn. Nó rất là dễ. Ok, đây là một cặp ha. Ôi da, màu mới đẹp lắm. Màu mới là màu pastel. Tí xíu nữa anh làm, anh xíu anh sẽ quảng cáo luôn. Tí xíu nó quảng cáo về cái màu đó luôn. Bây giờ anh muốn quảng cáo về cái này một chút xíu, về cái mặt sản phẩm này của mình ha. Đây là trong đây á, là cái màu này là cái màu American. Còn màu hồng này đó là màu Solid 25. Đây đây là một cặp trắng hồng này, các bạn thấy không? Đó, một cặp trắng hồng của Chisho mình đây. Thấy chưa? Cặp đôi này cực đẹp luôn. Rồi, để cho cả nhà vô vô đông 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 xíu để mình giới thiệu cho các bạn làm, chỉ cho các bạn làm. Cực kỳ dễ làm luôn. Ngon lành, nhanh gọn lẹ luôn. Đây mình đeo cái bao tay vô cái. Đây mình đi lấy cái nước uống này, nước đây. Các bạn khỏe không? Hôm nay thứ bảy rồi nè, có ai có gì vui không? Đồ chơi mới này có bán supply. À, khoảng chừng hơn tuần nữa có em ơi. Anh nghĩ là chắc tôi qua tuần tới có. Đó. Đây là một cặp ha, một cặp trắng và hồng. Các bạn thấy chưa? Hello Victoria. Rồi. Trước hết mình cho các bạn thấy cái cách làm nha. Trước hết đó là mình làm ombre đúng không? Ombre trắng hồng đúng không? Mình sẽ sơn này mấy bạn thấy không? Mình sơn một cái lớp thiệt là mỏng lên cái bóng bộ ngón tay của người ta đúng không? Thấy chưa? Mấy bạn nghiêng cái móng của người khác xuống như vậy, mấy bạn đổ cái màu hồng vô đây. Rồi, các bạn thấy không? Mình đổ màu hồng vô đây. Rồi mình mới lật ngược lại móng lại ha. Mình đổ cái bột trắng ở trên đây. À, mình cứ đổ nó lên. Khi mà nó lên nó đầy lên đây thì nó tràn rồi, nó không ăn bột nữa. Nó khô đều đúng không? Rồi lấy nó ra. Rồi mấy bạn thấy không? Đây là lớp đầu tiên ha. Đây là lớp đầu tiên này. This is the first layer, okay? One. So you need to clean them out. Okay, now I'm going to the second one, okay? It's so clean. It's very sanitized. Cả nhà mình thấy không? Okay. Sau đó ha, mình tiếp tục mình đổ bột pink lên đây ha. Mình chỉ cần đổ cho nó thôi. Okay. Còn ở dưới này mình lật ngược lại này, mình sẽ tiếp tục mình đổ ngay cái đầu này. Thấy không? Mình cứ đổ nó vô đó, nó sẽ đều rồi đúng không? Rồi mình lấy nó ra này. Cả nhà thấy chưa? Mình có màu trắng và màu hồng ombre. Hello Julian. Đó. Deep ombre trắng hồng. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ sơn tháp lên cho cả nhà coi này. Phủ đi, trước hết phủ bụi đi này. Cái này là cái cây phủ bụi đi này. Đó. Thấy chưa? Ombre rất là đẹp nha. Rất là đẹp luôn. Cả nhà thấy không? Đó. Nếu mà mấy bạn nào muốn trắng trắng thêm cái đầu này, trên cái đầu này mà nó trắng thêm đó, thì mình lật ngược lại. Mình rắc một cái lớp trắng ở trên đây thì nó sẽ trắng hơn thôi. Thấy không? Mấy bạn thấy không? Nè. Đó, nhẹ nhẹ ngay đó thôi. Thì thằng này thì mình làm lại một lần nữa ở trên đây thì nó sẽ làm là nó ba là nó đã rất là nó rất là đều hơn. Có nếu mà mấy bạn muốn cái trắng nó trắng hơn thì mình lại ngược lại mình làm ra. chưa chưa có em
Hello cho anh đi cái bang. Cái này chưa có, cái này vào tuần tới nó có. Thì mấy bạn có thấy là mình làm một bộ ombre trắng hồng này thấy chưa? Bằng một cặp giống như vậy. Rất là dễ làm luôn. Thấy chưa? Cả nhà thấy không? Bây giờ phụ bụi sạch sẽ đi nè. Đó, mình sẽ sơn cho các bạn coi luôn. Oh man, đẹp lắm luôn nha cả nhà. Dễ làm lắm. Nếu mà mấy bạn làm mà làm ngược lại lần thứ hai thì nó sẽ better hơn là mình làm hai lớp chứ không cần phải làm ba lớp. Thấy chưa? Mình chỉ làm hai lớp thôi. Mình sẽ làm lại cho mấy bạn coi nha, mình làm hai lớp chứ không làm ba lớp ha. Đây. Đó, đây là cái màu này là cái màu solid 25. Màu này là solid 24, màu trắng giống như là màu American đúng không? Rồi giờ mình làm lại cho các bạn coi này. Dễ làm lắm. Dễ làm lắm luôn coi này. Mấy bạn sơn một cái lớp thiệt là mỏng ha. Thiệt mỏng luôn. Không dễ làm lắm. Thấy không? Đưa nó vô. Mấy bạn lấy cái này đây, mấy bạn có chỗ này nó có cái đồ bóp này phải không? Mấy bạn bóp ngay đây nè. À, theo mấy bạn bóp cái đó này. Sau đó mấy bạn lấy nó ra này, phủi bụi đi này và lật ngược lên này. Mấy bạn đổ cái trắng lên đây. Đó, mấy bạn cũng bóp cái này luôn thì cái trắng tự động chạy ra này. Thấy không? Sau đó nó ra hai cái này thấy không? Trắng này thấy không? Mấy bạn thấy chưa? Một lớp trắng và một lớp hồng. Đúng không? Rồi bây giờ mình đi mình làm hết tất cả 5 ngón, sau đó mình trở lại thì bắt đầu cái màu bắt bột nó sợ nó khô. Thì nó khô, bây giờ mình lần thứ hai đó mấy bạn được lại mấy bạn sẽ đi cái trắng trước và cái hồng sau. Nó sẽ đẹp hơn nhiều nè. Bây giờ mình bỏ lên là lớp thứ hai nha. À, mà cái này nó rất là sanitize, nó như người khách người ta rất là thích. Là người ta không có nhúng cái tay vào cái hũ bột. Có rất nhiều người khó tánh, họ không chịu. Đây, bây giờ mình bỏ cái trắng lên đây nha. Đổ vô đây. Bạn thấy không? Mình coi nó đổ vô này. Đó. Mình lật ngược lên bên đây này. Mình đổ cái hồng vô đây nè. Đó, bạn thấy không? Mình đổ hồng lên đây đó. Nó tự động nó rớt xuống và nó sẽ hồng ra hồng, hồng ra hồng và trắng ra trắng. Hello Hồng Loan, em khỏe không? Thấy không? Em thấy chưa? Anh làm trắng và anh làm hồng đó. Rồi bây giờ anh phủi bụi đi nè. Đúng không? Bây giờ anh sẽ sơn top đây này cho người ta coi này. Hả? Thì sơn top lên thôi. Em có bộ trắng hồng rất là đẹp và dễ làm luôn. Thì sự ra em không cần phải cần gì hết, mình chỉ cần đổ nó rồi thôi. Cái bụi của cái này này nó rất là đều, nó chạy ra nó làm cho mình bộ trắng hồng. Thấy không? Nếu mà muốn hồng thêm thì mình đổ hồng thêm vô thôi, còn không là thôi không xong luôn. Bây giờ nếu mà người khách khó chịu họ nói ta muốn hồng hơn, ok không sao hết nè, mình đổ hồng hơn nè. Thấy không? Cả nhà thấy không? Hồng hơn, đẹp hơn không? Rất đẹp đúng không? Rồi cái này mình để cho nó khô rồi mình bỏ activator lên thôi, mình không cần bỏ gì thêm nữa. Rồi cuối cùng mấy bạn rắc thêm một lớp clear hay là tùy theo mấy bạn muốn làm sao làm. Đúng không? Dễ làm lắm em, rất là dễ làm. Anh chủ yếu là đây là cũng là lần đầu tiên anh làm thôi. Thấy không? Anh đâu phải là cần phải đắp bột hay gì đâu. Là em chỉ cần cầm mình anh bóp nó lên là nó ra thôi, thấy không? Nó ra cái trắng hồng cho mình. Như vậy là ok rồi đúng không? Hello anh Tâm. Rè rất là dễ làm. Đó, thì sau đó là những cái này đó, những cái bột này đó là khách đó, mà nó khó đó thì mình đổ đi thôi, còn không thì mình thực sự ra mình làm á nó cũng đâu mà. Làm trắng hồng này là đại ca ơi. Hả mấy tôi Hạ Tôn. Thấy làm trắng hồng rắc không? Làm trắng vòng hàng bằng hai cây này nè. Một cặp nè. À, thấy một cặp đó không? Bóp bóp cái là nó ra rồi, dạ lắm. Chị bóp cái này, bóp cái xịt ra nè. Thấy chưa? Rất là dễ làm luôn cả nhà thấy không? Cái màu trắng và cái màu hồng. Mình làm lại cho bà con coi tiếp nữa nè. Super dễ làm luôn. Ok, coi nha. Đây là màu trắng và đây là màu hồng ha. Super đẹp, super dễ luôn.
Đây, tiếp tục ha, mình sơn một lớp base thì là mỏng ha cả nhà. Đây các bạn coi lại này. Làm mấy lần nào nó cũng ra đều giống như trang nhau hết á. Nè, sơn lớp một lớp thật là base thì là mỏng ha. Sau đó cả nhà bóp, cả nhà cầm cái này bao bóp ngay đây này. Nghiêng móng qua một bên mới bóp cái này này không? Mình bóp thì cho bột nó rớt xuống đi thôi, đâu làm gì đâu. Thấy không? Cả nhà thấy mình bóp không? Nó rớt ra. Rồi sau lần mình lần ngược lại nè. Mình sẽ bóp ở trên đây bóp xuống. Đó. Bóp để cho cái bột nó rớt trên đây thôi, nó rớt xuống đây luôn không sao hết, mình không thành vấn đề cái nó này. Rồi, đây là lớp đầu tiên đúng không? À, em tâm ơi, cái này là khoảng chừng 2 tuần nữa em có supply có hết nha. Hai tuần nữa là supply của mình có hết á. Thế chưa, đây là một lớp đầu tiên đúng không cả nhà? Rồi mình lấy phổi bụi, cái này là cái cây bụi, phổi bụi của nó luôn này. Mình làm xong mình bỏ vô đây nè, thấy không, mình thấy không? Rất là tiện luôn. Đó, mình làm xong mình để nó vô đây thì nó khỏi rớt đi đâu hết tất cả. Đó, cái bụi của nó nằm ở đó. Đó, mình lấy nó ra, mình để cho nó nằm ở ngoài này thôi. Bây giờ mình phổi bụi đi này cả nhà, ha. Lớp thứ hai đó mình làm là đặc biệt cái là mình sẽ làm màu trắng trước và màu hồng sau. Đó, thì cái màu trắng nó sẽ đẹp hơn. Đây sơn nè. Trắng hồng là à, làm là ăn tiền luôn á. Cái này là ai cũng hốt được nha cả nhà, không phải là ai không khó làm đâu. Bây giờ mình làm màu trắng trước nè. Thấy không? Mình coi nè. Thấy không? Mình rắc ở trên này thôi. Đúng không? Lật ngược lại nè. Sau đó mình lật ngược lại này, mình bóp ở trên đây này, bóp xuống nè. Thấy không? Thấy không? Cả nhà thấy không? Nó tự đổ xuống mà nó tự loang ra thôi à. Thì sự ra mình cũng không cần phải giỏi gì hết tất cả. Mình cứ bóp vào ngay giữa là nó ra thôi à. Đó. Bóp vào ngay giữa. Nhớ là bóp vào ngay giữa nha. Hay nha. Đây là mà. Hello Bella em. Thấy chưa? Này lớp thứ hai, hai lớp rồi đúng không? Phủi bụi này. Rồi đó là mình đã có một bộ móng tay trắng hồng. Super dễ thương, super đẹp luôn. Dễ làm nữa. Bóp bóp mấy cái ra rồi. Thấy chưa? Không biết tại sao mình cứ chế ra mấy cái bóp làm chi gì ta. Hình như là mình mê bóp nó làm sao. Chị ở với nhà mua ở tiệm nào? À, chị An Tâm ơi, ở vừa chi nhà thì có gì đó? Có US Maxim. US Maxim thì vài tuần nữa có. Bóp ngay trung tâm luôn, trung tâm thành phố luôn. Mấy bạn thấy chưa? Bóp mấy cái ra ombre trắng hồng này. Pink and white ombre, it's so easy. Ok, and it's service, it's so sanitized. This is the hand will never touch the powder. Ok, mình chỉ bóp mấy cái thôi nó ra rồi. Ở supply bán là 2 triệu đồng cái. Thấy không, mấy bạn thấy không? Mình chỉ cần mua 2 cái thôi. Nếu bạn mua 2 cái thôi, một cái cho màu trắng, một cái cho màu hồng là mình đủ làm, là mình đủ kiếm tiền rồi. Cái trắng cái hồng thôi, không cần làm gì hết. Một cái là màu 24 và một cái là màu 25. Rồi mình làm ra trắng hồng thôi. Mình thực sự ra mình không cần làm ombre nhiều màu gì hết tất cả. Một cặp đôi hoàn hảo ombre trắng hồng solid 24, solid 25. Ok, cứ bóp là ra. Ừ đúng rồi, làm gì làm. Anh thấy là cái gì mà bóp mà có tiền là người khỏe à. Mà giờ này 3 giờ sáng này em chưa đi ngủ sao mà em còn đòi vô đây để bóp. À, Bella, 3 giờ sáng em chịu chưa đi ngủ sao còn đòi muốn bóp nữa đây. À, đẹp ha cậu nhà ha, dễ làm. Đó. Đó là một cặp của nó là giống như thế này, nó nằm ở trong đây. Các bạn thấy không? Đó, đây là một cặp của nó đây, nằm đây này. Rồi cái em này là nằm ở đây. Đó. Đó, cặp nó như vậy đó. Đó, thì nó là một cặp của nó nằm ở trong đây. Xài xong. Cái này là bỏ lên đây nè, thấy không? Cái màu hồng thì bỏ lên đây. À, thấy giờ còn cái trắng này của nó nằm ở đây. Nó nằm ở trong một cái kit. Nó nằm trong một cái kit giống như thế này. Chờ nha. Đây cái kit của nó là như thế này đây. Nó gọi là Easy Powder Dip ha.
Công ty Chiso nè, logo của Chiso luôn. Này cái powder của nó là Easy Powder Dip ha. Thì đó mấy bạn thấy là cái cách sử dụng nó nằm đền đều nằm ở trên này hết. Khoái khoái ha, chị nước miếng ha. Anh cứ bóp bóp sao ngủ. Rồi em bóp bóp mấy cái là ngủ ngon luôn đó nha. Hả Bella, bóp bóp mấy cái là ngủ ngon luôn á. Thấy chưa, mấy bạn thấy chưa? Nó là nó sẽ hướng dẫn cách mình làm chỗ này hết. Logo ha, super mê luôn, super đẹp luôn. Bóp bóp mấy cái ra tiền nha. Ôi trời ơi, sướng quá, chưa gì sướng sướng bằng. Rồi đó, hồi tại vì hồi sớm có một em hỏi là cái này làm ombre được không. Giá của nó là 20 đồng em. Cũng rẻ mà đâu có mắc đâu, 20 đồng một cái, như vậy em xài suốt đời luôn. Em chỉ cần một cặp, em chỉ cần một cặp thôi. Một cái cho màu trắng và một cái cho màu hồng, mình không có mix chung với nhau. Nè, nếu mà làm trắng hồng chỉ cần một cặp thôi, một cặp là mình mua vô là như vậy là 40 đô cho một cặp. Thì một cặp này là mình đổ vô mình xài luôn, mình cứ để vậy luôn, mình khỏi đổ ra ngoài cũng được nữa, mình cứ để yên như vậy đó mình xài hoài luôn. Các bạn có thể xài suốt đời luôn, không bao giờ hư hết nha. Khoái khoái chưa? Khỏe re ha. À thấy không? À bóp bóp là nhìn cái cây bóp bóp là thấy đã rồi nè, đó thấy không? À, một cái trắng một cái hồng. Đó. Dạ rồi. Ok. Thì các bạn nào có thắc mắc gì không? Đây là một cặp đôi hoàn hảo nha. Làm quá đã luôn, để mình thích, mình thấy hơi thích mình làm lại cái nữa cho bà con coi tiếp này. Tiếp tục nha. Đây. Rất là dễ làm nha, mình làm lần nào nó cũng ra hết đó, chứ không phải là lần ra lần không nha. Every time it come out, every time. Lần nào mình làm nó bóp nó cũng ra hết trơn á. Ờ, đặc biệt cái cứ bóp cái nó ra, bóp nó ra. Không bao giờ mà không bị không ra hết nha. Cứ bóp là ra nha cả nhà. Đây, này, tiếp tục nè. Sơn một lớp thịt mỏng ha. Mình sơn nó đều thì mình bóp nó ra, để nó sơn lên nó sẽ đều thôi ha. Trước hết là mình bóp cái màu hồng trước ha. Này các bạn thấy không, mình bóp màu hồng trước nè. Không có gì khó hết tất cả ha. Đó, lấy nó ra. Lật ngược nó lại nè. Cái này là màu trắng nè, đúng không? Đó, vậy thôi, mình đi qua đi lại vậy thôi, đi qua đi lại vậy này, nó lên tới đây. Thấy không, mấy bạn thấy chưa? Mình lấy nó ra, mình lắc nó xuống này. Đó, đây là cái bóp đầu tiên ha. Thấy chưa? Mới bóp nhẹ cái là sắp ra rồi, thấy không? Thấy không? Bóp mạnh cái nữa là còn ra lẹ nữa. Rồi sau đó là nhớ là phủi bụi đi trước khi bóp lại cái thứ hai nha. Thấy không? Thấy bóp rồi xong rồi, bây giờ mình làm lớp thứ hai này, trái base nè. Tiếp tục ha cả nhà ha. Cái chai cái thứ hai này nó thì nó dễ được, nó được cái là mấy bạn đi cái màu màu trắng lại, đi ngược lại. Cái thứ nhất là mình đi màu cái màu hồng, cái thứ hai là mình đi cái màu trắng ha. Rồi. Đây. Lật ngược lại này, thấy không? Mình lấy cái màu trắng này, mình bóp này, mình thả nó ngay cái đầu này, bạn thấy không? À, ăn thua khúc đầu này ha. Mình đi lên đi xuống thôi, mình bung nó ra. Chật ngược lại nè. Đó. Thấy không, mấy bạn thấy không? Mình bóp nó ra, bóp cái nó ra. Cặp này cho sơn vào làm ombre được không? Không được Julie ơi, sơn không được đâu, chỉ có bột thôi nha. Nâng niu từ từ nó ra mạnh quá, mau ra. Nhẹ nhẹ thôi, bóp mạnh quá nó ra lẹ lắm. Nó ra đầy ra ngoài luôn á. Nè, thấy chưa mấy bạn thấy chưa? Đây là hai lớp rồi, thấy không? Phủi bụi đi nè. Nè coi này, thấy không? Như vậy lấy tiền được rồi đúng không? À, hai lớp thôi đó. Ai cũng làm được hết tất cả nha mấy bạn. Không ai mà không có làm khó ai được đâu. Lần nào nó cũng ra hết nè cả nhà, thấy chưa? Thấy không? Nâng niu. Em bóp nhẹ nhẹ thôi nha, em đừng có bạo lực nha Bella, em bạo lực cho mạnh quá nó em bóp phát ra liền luôn, nó chết luôn á. Nó ra đầy luôn, lúc đó không biết sao luôn á. Thấy không? Hiểu không? Đó, rồi.
Thì cái này nó đâu có gì đâu, cái này nó sạch mà, nó đâu có xị đau đâu, mình đổ lại thôi. Tại vì nó đâu có đụng vô tay người ta đâu. Sạch sẽ luôn này ha, rồi mình cắt đi vô lại nè. Đó. Thấy chưa, rồi mình bỏ nó vô đây nè. Cái trắng này cũng vậy nè, mấy bạn cả nhà cả em thấy không? Bỏ nó, mở nó ra nè. Okay, even the white powder, you just go back because you don't, it doesn't, it's not dirty. Because you're only touching the nail, not the skin, so it's not contaminated at all. Very clean, very sanitized. But if you have a picky customer, then if they want to pay for that, you can throw it away. You charge them more. Otherwise, you do that. Sư phụ Việt Nam cho em được không, sư phụ? Việt Nam hả? Việt Nam bạn thua. Đó. Làm màu nào cũng giống nhau hết á. Nhưng mà chỉ có một cái là hiện tại bây giờ anh chỉ có muốn làm trắng hồng thôi, tại vì trắng hồng là popular nhất. Hiểu không? Chứ còn màu nào em làm nó cũng ra hết đâu anh, thật vấn đề. Đúng rồi đấy, Howie, ha. Thì màu nào cũng được tùy theo em thôi. Đa số là màu nào nó cũng dễ ra hết. Nhưng mà anh thì anh thích màu trắng hồng hết, thì đâm ra anh quảng cáo màu trắng hồng trước ha. Vậy thôi đó nha cả nhà. Cảm ơn các bạn và các anh chị đã theo dõi nha. Bây giờ mình out. Mình cảm ơn cả nhà. Ô, đây, mình chưa có out đâu, xin lỗi. Mình chưa out đâu. Giờ mình qua một bên nè. Mình muốn giới thiệu cho các bạn cái màu mới nhất của chiso của mình đó. Mình sẽ coi, mấy bạn sẽ coi xem nó đắp nó ra như thế nào nha. Để cách này qua bên bên cái đã. Mình có một rổ luôn. Các bạn muốn coi màu mới của mình không? Supply khoảng chừng 2 tuần nữa supply có nha. This is the dip method. Yes, Ashley. This is a new way of doing dip. It's how you do. You can either do just one color, or you can do ombre. It's very easy to do ombre, and then it's very sanitized. You know, the finger never touch the powder. Okay, now we are doing something. I want to introduce you guys something that I have. We just come out. I am using an EMA sculpting liquid. Okay, this is 100% EMA. Okay, if this gets smell, if you don't like the odor of the monomer, yes, you can reduce with no odor. I got the wrong bottle, but this is the. Do about 2 drops of it. Okay, that's a liquid or non-amor reduce. Okay, now I want to show you guys a new color that I have. This candy color. The candy color is so beautiful. Look at that color, guys. Okay, now. Nè, cả nhà thấy cái màu của nó chưa? Cả nhà thấy màu của nó không? Đẹp không? Mấy bạn thấy là cái màu của mình không chảy nha. It doesn't run all over the places, and it's very friendly, manageable. I think it's one of the world most friendliest products on earth. Okay. Don't run. Don't dry. Hello, Bella. Hello, Sally. I will see you guys next week. Sally. Next week at Lina Mina Supply, okay? Okay, look at that color, look at that powder, guys. This is all flakes. It's very rich, very rich. Now you can see,
Check out this color, guys. See how. Okay, đẹp không em? Yeah, that's one of the color. Okay, let me put that away. I have so many colors that I want to show you guys. Look at this color right here too. That's one of the color. This is the second color. Check out that color. Oh my God, is that a killer color or what? Look at that. Look at that flex. Look at that color lay. Các bạn thấy không? Cái màu này không chảy đâu nha. Không khô nha. Màu rất là rực rỡ nha. Bám cực kỳ chắc luôn. Rất là chắc ha. Thấy chưa? Thấy bạn thấy không? Rất là chắc nha. Thấy ôm vô chưa? Màu rất là đẹp ha. Thấy không? Thấy bạn, thấy với cả nhà thấy cái màu của nó chưa? Check out this color. Nè, mấy bạn thấy cái màu của nó chưa? Mama. Đẹp ha. Hello Linh. Nè, mấy bạn thấy cái màu của nó không? Check out the color. Okay. That is my second color. You see one? See both of the color. Okay, let me put it away. I'm gonna show you one more color. This is a little bit of yellow. Let's try this yellow and see how it turns out. There are so much flakes in here. Này các bạn thấy chưa? Look at that. It doesn't go anywhere. It's so friendly. Đẹp quá nha các bạn. Này cả nhà thấy chưa? Đẹp không? Nè, thấy không? Đẹp không? À, mấy bạn thấy chưa? Look at that color. Nè, mấy bạn thấy nè, coi nè cái màu của nó nè. Đẹp ha. Đó, đó là ba màu đó, thấy chưa mấy bạn thấy chưa? That's one, two and three color. Check that out, man. Okay, let me try one more color to show you. Oh yeah, this pink already. Oh man, I don't know if I have this pink yet. Oh yeah, this one here is different too. Check out this one. This is like a princess right here. This one is a little bit more lighter. Hai mấy bạn thấy không? Quá là đẹp luôn à. Mê lắm mấy bạn ơi. Đẹp chưa? Coi nè. Đúng rồi em. Màu này mi trắng là khỏi chê luôn á. Đẹp ghê luôn à. Bốn màu này ha. Quá đẹp ha.
gọi thầm tên em. Ồ, màu này cũng đẹp nữa này, cho màu coi màu này nữa, coi này, coi chảy nước miếng chơi nha. Nè, cái màu này này mày, oh my gosh, this is crazy, look at that color. I cannot even say no. That's this crazy color. It's rich. Đẹp lắm mấy nhà cả nhà ơi, coi này. Giống như là đang ở trên thiên đàng vậy đó. Tìm khuất trong mơ. Wow, đẹp quá. Nè, wow, màu này cũng mê luôn này, mê chết người luôn nha. Đó, mấy bạn thấy chưa? Hello Thúc. Wow, check out that color, man, that's crazy. Hey Thúc, next week come by and get it. I get a box for it ready for you here. Just come by and get it. Check out this color. Oh man, look at that color. Do you know how much flick that I put in here? I have like 4 different kind of flick that I put it in for this color. I don't know if we're gonna make money on that, but I don't know, but I don't care. I just loving it. I'm just doing it. Look at that. And this is not cheap flicks either, you know that? They are not cheap at all. The flick that I use on this here, I think they are very expensive flicks. And I just put them on here, I just don't care, I just like loving it. So look at that. Ok, stop by next week. Cả nhà thấy chưa? Đẹp không? Đẹp ha? Ok, that's it. I just like to show you guys the dipping ombre. The dipping ombre. This right here. I just want to show you this, but mainly this is what my thing is. You see it? It's a perfect for pink and white ombre. If you're gonna do a pink and white ombre, you need this set right here. Okay, sure. Okay, other than that, I will see you guys next week in Chicago. Come see me in Chicago and say hi. Come because for me to be able to go back to Chicago, probably another 2 years. So this is your chance. This is your chance to come and get your nail done by me. If I have time for you guys, for you. So come see me, okay, in Chicago. I will see you guys in Chicago. Thank you again. God bless you all. Have a nice weekend. Bye bye, everyone.